Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tahiko. Thì trong cái video này tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cái máy rửa xe cao áp Kokoro mà Tahiko đang phân phối độc quyền tại Việt Nam. Thì cái máy rửa xe cao áp Kokoro của Tahiko nó có những cái đặc điểm gì? Trong video này tôi sẽ hướng dẫn đến tôi sẽ giới thiệu với mọi người từng cái của phần một. Thì cái thứ nhất là cái đầu bơm. Đây là cái đầu bơm của máy rửa xe Kokoro. Thì đầu bơm của nó là ti sứ 100%. Đây là những cái hình ảnh về ti sứ hay gọi là piston hoặc là ti. Thì đây trên cái hình này là có piston hai ba cái màu trắng này là piston sứ này, cái màu đen này là piston sắt này. Đây là những cái phụ kiện có piston sứ và piston sắt. Ba cái này là piston sứ, còn cái này là piston sắt và cái này là piston sứ và một nửa là sắt. Vậy thì ở cái piston sứ và cái piston sắt nó khác nhau như thế nào? Những piston mà máy rửa xe có áp mà làm piston sứ ấy, thì cái ma sát nó ít và nó sẽ đỡ bị, nó sẽ không bị hỏng có cái gioăng phốt này. Cái thứ hai là cái motor của máy rửa xe có áp Kokoro. Motor của máy rửa xe Grab Kokoro được làm 100% từ đồng nguyên chất các bạn nhé, là 100% từ đồng nguyên chất và cam kết là đúng công suất như trên tem mác, không làm thiếu so với công suất. Nếu một khách hàng mà thấy rằng là cái công suất của nó bị thiếu thì chúng tôi sẵn sàng tặng luôn khách hàng một cái và bù lại cái tiền khách hàng đã mua. Cái thứ ba là cái áp lực của máy rửa xe đúng cam kết. Ví dụ như áp lực của máy rửa xe 3 kW là 153 chẳng hạn, thì cái tương đương với 2.200 PSI, thì trên cái đồng hồ này nó thể hiện chính xác và không sai. Và cái màu đỏ này là cái điều chỉnh áp lực. Đấy, này điều chỉnh rất là dễ dàng. Cái tiếp nữa là cái bánh xe của máy rửa xe Kokoro. Thì cái bánh xe của máy rửa xe Kokoro ấy, nó làm được làm bằng bánh hơi này và bạc đạn, cho nên là rất khi mà di chuyển trong những cái tiệm rửa xe mà bị trơn trượt ấy, thì nó sẽ không bị trơn trượt và nó có khả năng chịu tải tốt và nó cũng rất là dễ để mà di chuyển. Cái nữa là lớp vỏ bọc máy Kokoro này được làm bằng inox chống gỉ cho nên là rất là bền và đẹp. Cái động cơ của máy rửa xe cao áp Kokoro này nó hoạt động rất là êm, chính vì thế mà khi mà để trong cái tiệm ấy, thì cái tiếng kêu của nó cũng rất là dễ, nó không lớn cho nên là cũng không ảnh hưởng đến đến những người xung quanh và không ảnh hưởng đến cái môi trường làm việc tại cái những cái tiệm rửa xe. Và cái nữa đấy là cái dây áp lực đi theo máy. Đây là những cái dây đi theo máy là cái dây dây áp lực cao, hai bộ kẹ, hai lớp sắt, có khả năng mà chịu 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 mài rất là tốt này mọi người này. Và chính vì nó có hai cái lớp sắt cho nên nó có bốn cong tùy ý mà không bị gãy. Đây các bạn có thể thấy những cái hình trên đây, thì ví dụ như đây là cái dây cao áp của máy Kokoro này, nó có khả năng chống chống mài chống mòn tốt hơn và có thể là uốn cong lại nhưng mà không bị gãy. Và cái cuối cùng là cái thương hiệu Kokoro, cái máy rửa xe cao áp Kokoro ấy, thì cái thương hiệu này được đăng ký độc quyền tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa rằng là tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến sản phẩm liên quan đến sản phẩm máy rửa xe cao áp Kokoro ấy, thì Tahiko hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước pháp luật Việt Nam và trước khách hàng. Do vậy mà chúng tôi luôn cam kết rằng những cái sản phẩm máy rửa xe cao áp Kokoro khi mà đưa ra thị trường ấy, sản phẩm tốt nhất và cái chất lượng dịch vụ là cao nhất. Thế thì trên đây tôi giới thiệu sơ qua với các bạn về các cái thành phần của máy rửa xe cao áp Kokoro. Thì
Khách hàng nếu mà quan tâm về máy rửa xe cá Puro có thể liên hệ đến nhân viên tay cô của chúng tôi ở mỗi vùng miền. Từ đó đến xem những cái đặc điểm của máy, những cái thông số của máy và có thể là được test demo, được nhân viên của chúng tôi trực tiếp test và trực tiếp demo cho các bạn xem để các bạn kiểm tra về motor, về áp lực, về súng, về dây. Mọi cái thông tin khách hàng có thể liên hệ đến số hotline của nhân viên tay cô ở mỗi vùng miền để có thể đến và thử và xem, sau đấy thì đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý cho mình. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi.